Chào bác. Là hôm nay Mỹ Đình thì khu vực cây cũ là chuyển sang bán bưởi hết rồi. Giờ là khu vực bonsai thì chuyển về phía sau. Thì thấy có cái cây táo. Để xem được táo thơm, mùi thơm. Nếu mà không có chậu này thì bao nhiêu tiền về? Nếu mà không chậu thì bao nhiêu? Trồng vải Việt Nam có thơm thế nhỉ? 4 triệu chậu. Chậu nào cũng nhiều quả. Táo này nghe. Vâng. Quay biết chứ không ạ? Thật chứ mà là các hình như cái này thì bao nhiêu? Táo. Nhiều quả. Cái này là cây gì? Cái ngân lượng. Cây này dành cho nhà giàu. Muốn giàu là chơi cây này. Đấy, cây này hay. Táo này hay. Thơm. Rất thơm. Mình trồng không biết là có hoa. Thơm. Chín rất thơm. Triệu một nhát. Cái cây này hay này. Cây này dáng rất đẹp. Chưa quyết được. 4 triệu. Để xem là cây gì nhé. Bên kia có 2 cây. Quyên. Tết nhất thấy nhiều hoa các bác. Nhiều hoa này. Cục xanh đều dãn hàng. Đấy, lá xếp. Bệ thêm hoa.
ra để xem là cái cây táo trong này. Ôi. Đấy. Xem kỹ mấy cây táo này. Đây là gốc đẹp đẹp. Đây này gốc đẹp. Quả từ gốc lên ngọn. Tài. Các bạn nhìn cái lá táo này thấy lạ. Những cây mới lạ này thì rất là hot các bác, rất là có quả đẹp lạ, rất thơm, nhưng mà hơi ngại một chút là quả nó khá là chín, chín rất là kỹ nên là khá là ngại, ngại vấn đề đấy, chắc mà cả xuống một ít. Chở không thấy dụng quả nào nữa, rất nhiều quá. Có cái cây ở ngoài kia là gốc rất đẹp, khế đây. Đây là lộc vừng. Một số những cây ở đây đều là những cây bê chỗ nọ ra chỗ kia, mới là có mấy cái táo. Có linh sam lũa này chúng tôi quay rồi. Sam lũa này quay rồi. Trứng gà này, trứng gà bonsai này, trứng gà Lekima này. Nhịp quế đẹp.
Rồi, cảm ơn các bác. Có mấy cái táo hay quá các bác, nhưng mà chưa quyết được. Bác nào quyết thì ra đây nhá.